Sau tất cả thì cuối cùng mình cũng đã biết được là cái con Lara này là một nhân vật rất là ngon trong cái trò chơi Honkai Star Rail. Tại vì nó đâu cần cái lực đánh đâu, người ta đánh vô nó đánh lại đánh qua đánh lại như vậy dẫn tới là cái tổng cái sát thương nó gây ra nhiều lắm. Đến thời điểm hiện tại thì Clara là một cái con hủy diệt mà gây sát thương lớn nhất game, thậm chí là có thể so sánh được với tụi thợ săn luôn ha. Nếu mà nói về cái sát thương tổng thể trong trong một hiệp nó gây ra, tại vì một hiệp thì nó sẽ bị đánh, nó bắn lại nhiều lần và bắn lan đam nhiều lắm. Thêm cái bá đạo nữa là gần như khi mình chơi chơi Clara này mình không quan tâm đến điểm yếu luôn á. Lúc đầu thì mình hay chơi team mono vật lý, mình bỏ sói bạc vô đúng không, à mình nghĩ là có vật lý quấn ngon hơn, thì đồng ý là có sói bạc quấn team mono vật lý mình gắn điểm yếu thì quấn sẽ ngon hơn là đánh chấp điểm yếu. Nhưng mà xài vậy thì ổn, mình để dành con sói bạc cho team kia, ví dụ mình xài team mono băng ha, mono lôi gì cho cái tầng kia, còn tầng Clara nó có thể đánh chấp điểm yếu mà, thì đâu cần phải đi sói bạc đâu. Thành ra bây giờ mấy hôm nay thì mình mò mò mình tìm hiểu những cái đội hình của Lara, cuối cùng là hôm nay mình phát hiện ra cái đội hình đỉnh nhất luôn. Hôm trước mình có làm video mà mình showcase đi 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 La Hoàng tầng 10 á, thì mình đánh có hai con à. Thực ra thì không nhất thiết em phải là đi hai con nha, tại vì mình đi mình show thể hiện thì mình đi hai con nhìn để nhấn mạnh cái sức mạnh của nó thôi, chứ thực tế mình chơi vẫn nên chơi bốn con ha, nó mạnh mình lấy thêm những búp đam vô nè. Nhưng con búp tin chun này, đầu tiên phải nói là con tin chun này là nó bị hơi nách, nó rất là dễ chết nếu đi với những team khác, còn đi Lara thì thường thường nó ít bị đánh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lối búp của nó hao chiến kỹ lắm, nhiều khi mình đi với tụi thần quân ha, đi với Silly á là không có đủ chiến kỹ nữa. Thì lớp mình có Runya rồi, bỏ con tin vô Jun vô nữa thì không có đủ chiến kỹ để cho đi bết xài, mà đi với Lara không có hao chiến kỹ, thành ra xài tin chun rất là phù hợp luôn. Và thêm một cái cô búp mà ngốn chiến kỹ và đôi khi lại khó búp được cho những đi bết khác, đó là Du Công, thì rất là hợp với lại Lara luôn. Bởi vì cái đòn phản công của Lara nó không tính là một hiệp đánh, cho nên là trong một cái lần búp của Du Công á, con Lara có thể gây sức sát thương được nhiều lần lắm. Ví dụ quái đánh nhiều thì bao nhiêu lần thì mình gây sát thương bấy nhiêu lần và nhận nhận đủ búp của Du Công ha, chứ mình không có bị mất búp Du Công, tại Lara đâu đánh đâu, người ta đánh đó mà, thì nó đâu tính là hiệp. Cái vị trí cuối cùng, vị trí heal là cái ông trùm, ông Lucha này, ông này là hồi máu dữ lắm, khủng khiếp luôn. Nói chung là nó ngon cho mọi team chứ không riêng về về Lara, nhưng mà trong video này mình nói về Lara thì mình bỏ vô ha. Thì nó cũng có cơ chế phù hợp Lara giống như Du Công là gì, là cái đòn đánh thường, đòn phản công của Lara nó vẫn vẫn được hồi máu ha, giống như khi mà tạo ra kết giới rồi là con Lara bị đánh cái nó phản đòn lại thì nó vẫn được hồi máu cho bản thân nó và hồi máu cho team nữa, dẫn tới mà ông này tạo ra kết giới rồi là con Lara nó hồi mấy con kia là bao bao luôn, không thể nào chết được. Còn trong trường hợp em không có con Lucha thì em vẫn cứ xài M7 như hồi đó ha, như cái thời mà chưa có Lucha xuất hiện, là M7 là cái cặp đi hợp với lại Clara đó. Nó bước với khi cái Lara tăng khiêu khích lên là gần như quái đánh Lara bản nam rất là nhiều. Nhưng mà có cái hạn chế của M7 là nó xài chiến kỹ hơi nhiều, gần như chơi M7 là mình phải ngồi bấm E nhiều lắm, dẫn tới đôi khi sẽ bị thiếu chiến kỹ cho hai con hòa hợp để xài ha. Nhưng mà đây vẫn là đội hình gọi là đỉnh cao nha, đội hình cũng là mạnh nhì á, thua là Lucha thôi. Đây là hai cái đình ngon nhất cho Lara luôn, nhưng mà ngoài hai đình ngon nhất ra còn có những lựa chọn khác cũng gần bằng ha, nhưng mà nó không bằng thôi. Đó, trường hợp lỡ anh em không có Du Công thì anh em có thể thay bằng những con sau đây nha. Giả sử đây là đình ngon thứ ba đi, đó là con Bella. Tại sao mình bỏ con Bella này vô, tại vì con Bella này có chiêu nộ chiêu quy, nó là giảm giảm phòng ngự 40%, nó giống giống như chiêu nộ của con số bạc vậy đó, quất vô thì bóp dính một cái rồi hả, con Lara nó bắn 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 đam rất là khủng luôn. Thì cái tác dụng của nó cũng tương tự như là tụi búp sát thương, thay vì nó búp sát thương như con Du Công thì bây giờ là nó sẽ làm con quái bị giảm kháng thì quýnh đâm vẫn to. Và ngoài ra con Bella là chủ E của nó còn có gỡ debuff nữa, cái trường hợp mình không có Lucha, mình không có cái gì đó để mà xóa những cái búp nguyên là quan trọng của quái vật ha, của boss, thì mình dùng con này dùng E gỡ debuff cũng được. Đây là lựa chọn mình thấy cũng rất là ok, rất là hợp lý cho cái team Lara. Đây, team thứ ba và tới team thứ tư. Từ giả sử em không có Bella, ví dụ không thích nuôi Bella hoặc là không có, em có thể dùng cái con này, mình nghĩ ai cũng có này, đó là con Asta. Đây là đội hình thứ tư cuối cùng ha. Tại sao đây là Asta? Asta này nó búp được tấn công nhiều lắm, cái chiêu E của nó bum 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 nổ trúng quái thì sẽ tăng tấn công, tổng cộng mình nhớ hình như là 50%. Nếu mà quái vật nó có điểm yếu hỏa thì mình dồn 5 tụ của nó nhanh hơn, còn nếu mình không có điểm yếu hỏa thì nó vẫn lên ha, nhưng mà nó không bằng thôi, nhưng vẫn hỗ trợ tốt được cho con Lara. Thì đây là cái gọi là một cái giải pháp mà mình cần một con gì đó để thêm sát thương cho Lara mà mình không có những con Du Công, không có Bella thì mình có thể nghĩ tới con này. Tuy nhiên con này thì nó cũng cũng tạm thôi chứ không phải là ngon lắm, cho nên mình mới để thứ tư. Trong trường hợp là mình dư một lot mà không biết bỏ cái con gì vô cho nó hợp, nó tăng được sát thương cho Lara thì mình mới dùng tới Asta ha.
cái nội của nó là tăng tốc đánh thì con Lara này không có quá cần. Nhưng mà tại vì mình khi mình xài mình không có, hoặc là mình mắc xài du công cho cái bên kia Timono số ảo, hoặc là mắc xài con Bella cho Timono băng bên dưới gì đó, thì có thể là nghĩ tới cái con này. Đây cũng là đội hình hợp lý cho Lara đoạn thứ tư. Rồi nó quýnh mình. Ôi không quýnh chúng con Lara. Còn phút máu, 1.400 máu. Đầy luôn. Đánh cái này xong cái số 4. Ok, búp của Tinh Dương thôi cũng đủ đau rồi. Này nó bắn mình này. Hay thiếu búp, ấy, hay thiếu búp du công. À, còn búp du công luôn không? Cái này ngon lắm nha mọi người. Nè, cái này đau rồi nha. Rồi, cái này đau lắm á. À, nãy giờ mới được một pha full búp. Búp của du công, búp của Tinh Dương luôn nè, có bao nhiêu đâu? Chết luôn đó. 47.000 thấy chưa? Lâu lâu hứng trọn hai búp 47.000. Cái này quýnh ở trong lao hàng chứ không phải là mô phỏng nha. Mô phỏng về bình thường chứ lao hàng. Nó sẵn đường mà 47.000 là nhiều lắm. Cái lối đánh mà phản đam, cái kiểu mà cái đòn tăng cường của Lara nó không hao búp cái Tinh Dương, rồi không có hao búp của du công. Nếu mà canh chuẩn hoặc là mình đánh cái quái nào mà nó có tốc độ nhiều, nó đánh hoài, nó đánh nhiều những cái tầng cao cực kỳ phê. Thôi bây giờ mở đồ coi nè. Bây giờ thì mình sẽ mở đồ cho anh em coi ha. Chung lần này mình sẽ mở đồ hết bốn con trong team luôn. Tại mấy video trước đó thì mình chỉ show con chính không à. Rồi mình bắt đầu với con chính đi. Ara, chắc anh đã qua coi rồi ha. Tấn công 3.400. Tốc độ khó quan tâm. Tỷ lệ 60, sát thương bạo 100%. Nón này, làm cái cuốn trắng của Lara, cuốn ánh sao, sát thương ánh sao. Rồi, tích tích. Thế tích cũng chưa có mát ha. Mấy 6, 7, 6, 7 mà chơi ngon lành mà. Di vật thì ở đây mình xài cái bộ quyền dương hết em. Cơ bản cái chỉ số quan trọng của Lara vẫn là tấn công, tỷ lệ một kích, sát thương một kích và kháng hiệu ứng. Không có cần kích phá gì đâu, tại vì mình cũng hay dùng để đánh gọi là đánh chấp điểm yếu mà. Vì diện thì xài thế giới 6 để tăng tỷ lệ một kích, với lại nó tăng cái đòn đánh theo sau nữa. Rồi tới con Lucha này của mình 2 hết em. Thì con Lucha này mà nói chung không cần lên của mình 2 đâu, anh em lên của mình 1 hay là được rồi. Mình 1 thì nó khá giống với con Bennett của mình Genshin đó. Nó vừa hồi máu vừa búp tấn công nữa. Búp trong cái phạm vi và kết giới búp thêm 20% tấn công. Búp thì không nhiều bằng Bennett nhưng mà đại khái là bây giờ con này nó vừa hồi máu mà vừa búp sát thương nữa. Bên thường 2 thì không cần đâu, bên thường 2 thì bắt mình phải đấy, phải dùng chữ E nữa. Là dẫn tới là mình hơi hao chiến kỹ, không lên tinh thần 2 cũng được. Lên cái tinh thần 2 hay hơi hố. Rồi. Di vật thì bằng mít bông lúa với lại trị liệu, tại vì heal mà lấy 10% trị liệu với lại 12% tăng tấn công, có tấn công heal nhiều hơn. Bộ full bộ trị liệu thì nó sẽ cộng cho mình gì không, nó cộng thêm chiến kỹ, nhưng mà đi với Lara thì không cần chiến kỹ nữa. Và cơ bản chơi con này thì không hao chiến kỹ cho nên không cần full bộ ha. Nó như là nguyên nguyên set này cũng dở, nó cộng màu điểm chiến kỹ mà màu chẳng có một lần à, chứ không phải là một hiệp lần ha. Là mình thấy hả, healer không nhất thiết phải bằng full bộ trị liệu đâu, hai món này là được rồi. Rồi bích thích 778 nón, xài cuốn trắng luôn, tấn công nè 3.500. Rồi thứ hai quan trọng con này du công, du công để đam to ghê, bắn 20k luôn, tấn công 1.800, tỷ lệ 55, sát thương bạo 84, tốc độ 138. Nó ánh sáng thì xài cái cuốn coi như là cuốn trắng 4 sao của nó luôn. Cuốn này thì búp đam khá là nhiều, dồn đam này. Khi mà sau khi mình xài chiến kỹ xài UE xong thì mục tiêu khác trong đội tăng 32%, duy trì một hiệp. Nói chung cũng khó, hơi khó tối ưu cho Lara trong cái trường hợp này. Nhưng mà có còn không thì là phù hợp. Cái này nếu anh em muốn tối ưu thì anh em phải đánh tay cho thật là kỹ, tại vì nó có một hiệp ha. Cũng hợp. Rồi. Vết tích năng 10-10-10. Rồi, về di vật thì mục tiêu là sẽ mít hai số ảo với lại hai bông lúa để lấy tấn công của số ảo luôn. Về cơ bản thì con hòa hợp nói chung cũng không có bộ nào quá quá phù hợp cho nó giai đoạn này, thì mình cứ bận sao cho nó có thêm chút đam là được ha. Tại vì cái con du công này nó búp tấn công phần trăm, sát thương một kích, tỷ lệ một kích không phụ thuộc vô chỉ số của nó mà nó phụ thuộc vô cái level của skill á, cho nên anh em muốn bận sao bận thôi, tại cái này nó đâu có ảnh hưởng tới gì, đâu có bị phụ thuộc vô cái tấn công hay là bảo kích gì đâu ha. Là đồ bận di vật thoải mái, bận sao cho có đam thôi. Trong trường hợp này bận vô nó đánh phụ nó hai mấy k. Tới con Tinh Chun, Tinh Chun này cơ bản anh em, con Tinh Chun này cũng đồ đi. Rồi con Tinh Chun này cho dù bận đồ cao thì đam nó cũng không quá nhiều, cơ bản mình sao cho đẩy tấn công cao để búp nhiều thôi. Con này đang là tinh hồn ba, có tích 7, 9.
nói sáng thì tại vì con du công xài rồi cho nên chưa có không có năng không sao. Cơ bản quan trọng là mình coi cái này nè, du công thì anh em build tấn công cao với lại cái hiệu suất, cái dây hiệu suất năng lượng ha, con ngọc tấn công là đạt. Nhưng sau này lên sách nữa thì nó sẽ có đam, nó làm phụ giống như du công luôn.